trái tim, trái tim. Mà hôm nay mình lại đi. Sợ quá, sợ quá. Hôm qua gian nan, hôm nay con ta thật nhiều là điều tươi mới. Bay cao bay xa, sân bay sẽ ga nhưng ta thấp cao trong trời. Người đẹp, người ngoan, người tài nô nữ. Tuổi già tuổi xuân, sáng tươi muôn phần. Mình đi tham quan kinh thành Huế. Nghe ý quan họ Bắc Ninh. Mình tặng bánh bia sóc trắng miền Tây. Ta nhảy múa cùng chiêng nơi người cao đất sừng tây nghiêng. Hành trình rực rỡ, Việt Nam sẽ danh rạng ngời. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì khay Vi Phong càng ăn càng dính. Mì đi xe nào cũng được, mì đi xe này đi. Đi trước cho nó phong thủy. Đi thôi. Đi thôi. Mình xuất phát trước đấy chính là phong thủy của mình. Mực nhau hả? Không, nhưng mà không có mực đâu. Cho anh em yên tâm rồi. Em nghĩ là đúng. Bọn em là chọn niềm tin vào anh. Em là con đường này lãng mạn quá nè mọi người. Mà tính ra đây là cái chặng đầu tiên mà mình đi mà thời tiết nó lạnh lắm. Tiếp, tiếp, tiếp. Mà hôm nay mình lại đi. Sợ quá, sợ quá. Đi con đường cho tim này, cho tim này. Lấy con mắt. Làm gì vậy? Sao là cái gì? Em thích gì đó. Điện thoại, điện thoại. Hello, anh à, nhớ em không? Nhớ à. Làm gì đấy? Dài, trời ơi. Mày gì vậy? Anh nhìn lắc đầu. Mày giả hú. Anh già rồi, theo ông thì không chơi. Mày giả hú. Cái app gì đâu mà thiệt. PD sản app bây giờ không biết phải con người không nữa. Sản app bây giờ không biết phải con người không nữa. Cái con hoạt hình. Con hoạt hình đúng không? Chúng ta đang di chuyển dọc hàng thông này nha. Đó. Mê cung tình yêu. Đi vào đây là chỉ có rối đùa trong tình cảm thôi. Cổng trái tim. Những ai đã có gia đình rồi, đi vào cổng này sẽ hạnh phúc, vững bền. Những ai đang cặp bồ cặp bịch. Thôi, không được rồi ha. Đà, đây là đường tình yêu, đường á, đường trái tim. Dẫn khách đi bộ mà thông qua thung lũng. Ai mà có gia đình rồi đi vào thì đi ra được. Còn ai mà mới có người yêu thì đi vào sẽ lạc lối trong tình cảm. Wow, đó. Nói riêng, nói riêng. Nếu mà nói về mới có người yêu là phát la hả? Mới có người yêu là phát la hả? Cái này, cái máy này bị giật bao giờ chưa? Bị đập chứ. Bị đập bao giờ chưa em? Em thấy hôm nay là cái đội mình hơi bất ổn nha. Sao vậy? Sao vậy? Không biết nữa, em có một cái cảm giác gì đó. Linh tính không tốt. Đúng rồi, em thấy tự nhiên có bốn diễn viên hài. Hiểu không? Thì ngon chứ. Là cái đội hề không chứ không có thắng. Nè, anh đâu, từ, đâu anh thấy không? Có đi nha. Từ bây giờ cho tới mai là thắng hết. Cười chết. Cười chết luôn. Đúng. Nè, thử nè, thử nè. Rồi. Anh tài xế, anh thấy em có cười không? Dạ được hết. Dạ được. Khó quá vậy. Dạ được. Hey. Không, thì cái nãy anh cười nhiều lắm, thiệt mà. Cho anh đeo khẩu trang mình không thấy thôi. Ảnh cười vô mặt mình nè. Ảnh cười vô mặt mình nè. Ông tài xế là dễ thương. Nghe xe đồ. Ôi lẹo á. Đây đúng như là biệt đồ phản ứng nhanh vậy. Tụi anh là phải nói bối tư tiếu. Đây là Lâm nằm từ Thái, nằm từ Thái nói tiếng Thái. Sao em biết tè? Không phải đâu.
Rồi phát la nè. Nhà anh CEO đó. Nhà anh CEO tiếng Hàn. Anh giới thiệu 4 thứ tiếng lận. Anh tiếng Anh. Hello, good morning teacher. Làm thứ hai. Không biết leo má lời. Không biết leo má lời. Hajime masute. Tiếng Nhật. Trời ơi. Thấy chưa? Biết đúng một chữ đó thôi đó. Anh nói rồi, cái đội này là lo làm hề không mà chứ không có thắng đâu. Hồi trước có em tính lúc lan can em tính trồng cây cái gì cross berry á mà nó không được, ở Đà Lạt mới trồng được cây đó thôi. Cái gì cross berry là cái gì? Bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu mà. Cái đó cái cây mà ăn thịt bò á anh, đít tết á người ta hay bỏ cái đó lên á anh. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Bây giờ ai tính gì cũng làm luôn. Thì xem nó hương tê tương thảo đi. Dạ cà rớt mẹ đi. Dạ đó. Sao biết tết cái khu em nó toàn bỏ ngò ra. Nó bò né mà thôi. Nó bò né mà thôi. Anh tay rồi đó. Anh tay là ngò đó. Chán ghê. Nó đội tôi sao á. Thiệt luôn á, đội chắc chỉ đập dịch quá. Anh ơi, thật ra thì bây giờ dù sức lực mình không có nhiều thì mình phải giải trí. Đúng vậy. Chứ khán giả coi chứa là sự giải trí mà. Đúng vậy. Quá giải trí. Nè nhìn anh nè. Đã, kéo em mắt lại liền nha. Trời ơi, bay ơi, ông cố ơi. Anh có thể nhích được cổ tay. Wow. Hay quá vậy. Em có thể lột được da đầu. anh Lâm có thể dích được cái ngực luôn. Đó, anh Lâm dích lên. Phát La có thể giúp được là cái gì? Cứ mỗi lần giúp vậy là một đứa con à? Một đứa con rồi. Đi ba đứa rồi. Em là đứa gì? Em không? Là... Tài năng của em đó chính là... Bẻ mũi người khác. Tối hôm qua em biết sáng hôm nay quay nè, trời. Thì em suy nghĩ một bài thơ đàng hoàng một bài luôn á, tặng chương trình luôn. Đó, thầy làm thơ đi nè. Thầy ý nghĩa đàng hoàng đâu cần phải vui, mình ý nghĩa tặng chương trình. Này, ba. Hôm nay tới hành trình rực rỡ. Em bồi hồi cứ ngỡ mình mơ. Nay tham gia vai trò là khách, lạy trời cho duyên không xà lơ. À. Anh xuống xe đi đứa. Anh xuống xe đi đứa. Chưa. Anh lên lại. Lên lại. Chợt nghe tin có game vận động. Nhìn anh Vinh rén lắm trong lòng, thế manh lắm. Chơi em đổi xuống. Có những chuyện không thành đó là do ông trời giúp mình đó. Đúng. Sáng nay chương trình lướt là để cứu em. Em qua giờ tự giết chính mình. Em dậm lại. Bây giờ là mấy triệu khán giả biết em vô duyên rồi. Làm sao đây? Em lên bỏ tiền mua được cái suột này đi. Anh lại vậy đúng không? Thích vô duyên là mua suột lại. À, tới nơi rồi. Thiệt á, tôi không biết sao tôi chọn đội này. Mà uống sữa đậu nành là phải nghề tôi. Đây là chỗ của người địa phương uống ngon đỉnh nhất Đà Lạt. Riêng về ẩm thực phải tin tôi. Anh ơi, anh em bên đây nhiều như vậy thì em tin rằng bạn bè của anh em trên đây cũng rất đông. Wow. Đúng. Anh Giang có thể liên thông gửi tín hiệu vũ trụ đến đó nhờ bạn bè anh Giang chuyển phát thanh lại chỗ tụi mình những ly sữa đậu nành và những viên xíu mại tại và những ly kem bơ ngọt ngào. Cái chỗ này là cái cô này cô bán lâu năm và cô tự nấu, cậu nấu. Có nành bò, nành phụng, nành xanh, ăn với bánh cua rồi bánh ấy rồi nước chấm bánh su rồi bánh cua chấm vô rồi hạ. Kế bên cổ là có một bà bán khoai lang bánh bắp, có bà bán ốc bươu hấp xả. Mọi người làm rồi. Đó. 10 minutes later. Em thích Đà Lạt. Trời ơi, định mệnh. Đây, cứ cô hồn siêu rành bên tay phải. Dừng lại luôn. Đúng rồi. Đó. Đây. Mua luôn. Cái cậu là con của cậu đây. Nè, đã ốc bươu cái bên hộp thịt lợn thấy chưa? Hấp dẫn rồi. Thấy chưa? Nguyễn Đình Chiểu rồi.
Mọi người ơi, không biết sao mà giống như là ông trời ông chưa. Sau này có xe sau. Ông thấy nghệ sĩ là cực khổ. Cực khổ quá. Trời anh mua thiếu được. Nè, à, bây giờ mình lấy thực đơn thế này. Tôi uống nành bò. Nành xanh. Em cũng nành xanh trắng gì đó. Hai nành bò. Nành xanh, nành bò lấy gì á? Nành bò là chữ đun nành với lại sữa bò. Nành bò, nành bò. Em một nành xanh, một nành bò, em uống 2 ly. Wow. Em luôn nành phộng luôn đi bé. Nhưng mà lấy cái bánh chấm vô nghe các cha. Đây là chấm nành bò ngon hơn. Sao này bóng ngang vậy? Lấy cái có chấm vô là tuyệt đỉnh. Trời ơi trời, tôi đâu có nghĩ là chương trình đi đường Nguyễn Chiểu đi đâu. Tôi nói cho các bạn thèm chơi đó. Cái tâm tôi ác mà. Tôi nói tại tôi biết các bạn đang đói bụng mà. Nó giấu 5-7 trước kìa. Không có thì em mua cho mấy anh quay phim. Đây, mấy anh để cho anh nó ăn. Trời ơi. Ăn lòng chiến sĩ. Đúng rồi. Trời ơi, bác ơi. Nói bác tài xế là... Nói bác tài xế lát ăn chứ giờ hai cái tay lột hộp dịch nó không lái được. Dạ. Nói chung là ngày hôm nay có cực khổ, có mưa gió. Rồi chương trình chơi như thế này thì tất cả đều bụng thượng xứng đáng bằng những ly sữa rồi. Dạ. Rồi đêm nay là sẽ là một đêm chúng ta sẽ chơi một cái trò chơi gì đó. Và chúng ta sẽ có những giấc ngủ ấm êm bên những cái ly sữa ha. Dạ. Cô diễn ra nghỉ ngơi. Chào. Dạ. 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 Dạ.